Ok. Thì hôm bữa cái bài kiểm tra mình làm cái trang này đúng không lớp? Thì bây giờ mình sẽ phân tích cái layout này và mình sẽ làm từng phần một. Xem trong cái layout này nó có những gì nha. Thì như mấy bạn thấy á, trong cái layout này nè, nó sẽ gồm nó thực chất nó là những cái phần mà hôm bữa mình đã học hết rồi thôi. Nhưng mà trong này có một số cái nâng cao một tí, ví dụ như là cái chỗ này, các bạn hover vô nó sẽ ra một cái uh, chiếc product design đúng không? Ban đầu nó không có nhưng khi hover nó có chẳng hạn thì cái chỗ này phải dùng một thuộc tính position nó hơi nâng cao một tí và cái thứ hai á đó là hôm bữa mình học những cái chữ những cái navigation item này nè là các bạn cho nó border border bottom đúng không nhưng hôm nay thì cái đường thẳng này nè nó đi từ trên đến dưới thì làm sao để làm mình làm được cái hiệu ứng này làm được cái animation này thì để làm cái animation này thì mình sẽ dùng một số cái kỹ thuật nữa mà hôm nay mình sẽ giới thiệu cho lớp rồi thì mình phân tích nè cái layout của mình gồm bao nhiêu phần thứ nhất có phải là cái phần trên cùng này mình hay gọi là gì header không cái thứ hai là một cái carousel đúng không rồi cái thứ ba là một cái bao mi một cái service một cái gì đó và một cái gallery mình đã học dùng cái grid layout để mình chia rồi nhá rồi thì um, sau khi mình phân tích xong á như mình nói với các bạn á khi dùng một cái layout nào á mình khoan bắt tay vô code mà mình sẽ phân tích nó trước để mình xem mình sẽ chia tổ chức các thẻ clip như thế nào mình dùng cái um, chỗ nào thì mình dùng bộ bộ di gì chỗ nào mình dùng bộ di gì đúng không như ở đây mình thấy là khi mình scroll nè thì cái navigation này nè nó luôn luôn nằm ở trên đầu này thì mình sẽ nhớ là mình dùng cái bộ di fix đúng không rồi cái thứ hai á mọi người để ý ở mỗi cái section này thì hai bên á, nó được cách vô một đoạn nhỏ ví dụ như trên này nè đó cách một cái đoạn từ chữ contact này nè ra cái màn hình bên phải á, và từ cái logo qua bên trái tương tự dưới này cũng vậy luôn à bao cũng vậy có nghĩa là mình sẽ có một container cái container này sẽ chứa cái nội dung này để cho từ trên xuống dưới nó đều cách đều hai bên được chưa chứ không phải là cứ mỗi component đó là mình cho nó cách một lần thì như vậy nó sẽ không có được uh, nó sẽ không có được mà như ý mình muốn đúng không rồi tương tự chỗ này cũng một cái thuộc tính gì hover vô hover vô hover vô đúng không rồi đây là một cái form một cái footer như vậy ở đây á những cái khó mà mọi người chưa làm được đó là bắt cái sự kiện hover và sau đó mình sẽ đổi màu chữ cũng như là hiển thị ra một số cái khác đúng không và cái khó thứ hai á là khi nào mình dùng một function nào khi nào mình dùng absolute khi nào mình dùng relative để mình coi bài làm của các bạn á thì các bạn chưa hiểu rõ cái thuộc tính cái uh, thuộc tính position function và cái giá trị của nó dẫn đến là dùng chưa đúng cách cho nên là một số chỗ bạn dùng absolute á thì absolute nó sẽ bị trôi khi mình dùng cái dip nào mà nó là absolute mà nó không có cái thằng relative cha vào nó thì nó sẽ bị không như ý mình muốn. Đó. Ok chưa? Rồi. Thì bây giờ mình sẽ đi từng cái nha. Rồi ok.